ai trỗi dậy vội vã ra đi tiến lên miền núi đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Isabe. Và khi bà Isabe nghe lời chào của Maria thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isabe được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lên tiếng rằng: Em được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến tôi viếng thăm? Vì này tay tôi vừa nghe lời em chào thì hài nhi trong lòng, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho em là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe cũng chính là bài tin mừng mà chúng ta đã được nghe trong ngày Chủ nhật vừa qua, nói lên niềm vui của nhân loại, của con người được Thiên Chúa viếng thăm với đại diện là Thánh Gioan, ông bà Zacharia, Isabel và Đức Trinh Nữ Maria. Gioan thì nhảy mừng trong lòng mẹ Isabel, Zacharia và Đức Maria cũng đầy tràn Thánh Thần khi được Thiên Chúa đến viếng thăm. Vậy về phần Thiên Chúa thì Ngài có vui mừng khi đến với con người hay không? Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Sophonia cho chúng ta câu trả lời. Thiên Chúa không chỉ vui mừng mà Ngài rất là vui mừng. Sophonia ở chương 3 câu 17-18 nói như sau: Vì ngươi Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của ngươi mà đổi mới ngươi. Vì ngươi Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Sophonia viết những lời này trong bối cảnh lúc đấy khoảng thế kỷ thứ 7 chứ không nguyên, dân Chúa đang trong tình cảnh lầm than bởi vì ngoại xâm, ngoại bang xâm lược. Và về tình hình chính, về tình hình tôn giáo thì lúc đấy các vua, bởi vì ngoại bang xâm lược nên là các vua thỏa hiệp với lại ngoại bang để tôn thờ các ngẫu tượng, nên là Thiên Chúa đau buồn. Và Sophonia đã dùng những lời rất mạnh mẽ để cảnh tỉnh dân, tuyên báo những tai họa. Nhưng cuối cuốn sách thì ngôn sứ lại viết lên những lời vui mừng khi Thiên Chúa muốn đến viếng thăm dân của Ngài. Ngài sẽ lấy tình thương mà đổi mới. Thì chúng ta thương một ai thì chắc chắn chúng ta sẽ muốn điều tốt nhất cho người đó, dùng tình yêu thương của mình để làm mọi sự mà người ấy có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Thiên Chúa thương chúng ta còn hơn là chúng ta thương nhau rất nhiều. Chính vì vậy khi thấy dân Chúa đau khổ và thậm chí là lầm lạc khi tôn thờ ngẫu tượng, Ngài không vứt bỏ, nhưng Ngài luôn muốn dùng tình thương của mình để làm cho dân được đổi mới, và Ngài đến viếng thăm để giúp cho dân được thoát cảnh tù tội, được trở về với việc tôn thờ Thiên Chúa đúng đắn nhất. Sophonia đã dùng một hình ảnh rất sống động: Thiên Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Theo Thánh Kinh thì đây là cách Thiên Chúa gọi là ngôn ngữ như nhân, dùng hình ảnh suy nghĩ và hành động của con người để mô tả về Thiên Chúa. Sophonia đã dùng hình ảnh của một vũ công, của những người tham dự một lễ hội đang nhảy múa để mô tả về niềm vui của Thiên Chúa, một niềm vui rất rộn ràng, rất là mạnh mẽ. Qua đó cho thấy Thiên Chúa đến thăm con người, Ngài rất vui lòng khi đến. Chỉ còn 4 ngày nữa là chúng ta sẽ mừng đại lễ Giáng sinh. Chúng ta tất cả đã được lãnh nhận
bí tích giải tội, có thể là bí tích giải tội cá nhân, và nhiều người lãnh nhận bí tích giải tội cộng đồng. Đó là một cách chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa. Chúng ta hãy cố gắng gìn giữ cái tâm hồn chúng ta được trong sạch, được trong sáng, bằng cách loại bỏ những suy nghĩ xấu xa cũng như những lời nói và những việc làm đen tối. Chúng ta sẽ đón Chúa và chúng ta sẽ có được niềm vui, hạnh phúc và bình an. Và chính Chúa Ngài cũng sẽ rất vui lòng khi đến ngự trong tâm hồn của chúng ta. Nhờ đó chúng ta có thể đem Chúa đến cho những người xung quanh.